Chào mừng các bạn đến với Cờ Tướng Đam mê. Tiên nhân chỉ lộ và khởi mã cuộc đều mang tính thăm dò đối phương, nhưng mà việc áp dụng tiên nhân chỉ lộ sẽ có phần khó hơn, tại vì bên hậu có nước bình pháo ham đánh tốt, nếu không khéo léo vận dụng quân lực dẫn tới sẽ mất tiên và rất khó để hoàn vía. Về khởi mã cuộc, sau đây thì kênh xin tường thuật lại cái ván đấu giữa Liễu Đại Hoa và Từ Thiên Lợi trong giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 1980. Đây là một cái ván then chốt, họ Liễu buộc phải thắng để có thể tranh đoạt chức quán quân cùng Hồ. Liệu khởi mã cuộc sẽ đem lại kết quả như thế nào cho Liễu? Chúng ta hãy cùng theo dõi ván đấu sau. Trong đó Liễu đi tiên và Từ thủ hậu. Mã 2, tấn 3. Và Từ Thiên Lợi, sốt 7, tấn 1. Sốt 7, tấn 1. Mã 8, tấn 7. Và Liễu, mã 8, tấn 7. Tượng 3, tấn 5. Và lúc này thì Liễu pháo 8, bình 9. Hồng phục nút tiếp theo là sẽ xuất xe trái để mà gây áp lực lên cánh phải của bên hậu. Mã 2, tấn 3. Xe 9, bình 8. Và Từ Thiên Lợi xe 1, bình 2 để giữ pháo. Và lúc này Liễu tấn xe qua hà. Tới đây thì Từ Thiên Lợi đã chọn là mã 7, tấn 6. Nhìn từ cái nước đi thì rất là tự nhiên, chiếm trước nước tiên, nhưng mà thực ra có tác dụng ngược lại. Tiến mã hơi vội vàng. Trong hình cờ này, đen nên đi là pháo 8, tấn 1 để xem cái phản ứng đối phương như thế nào, để từ từ củng cố sân địa. Thì lúc này dự tính bên đỏ chỉ có thể đi là xe 1, tấn 1. Thì lúc đó bên hậu sẽ có nước phản như sau: chốt 3, tấn 1 để dùng pháo đánh xe, buộc xe phải thoái 2. Tiếp tục chốt 3, tấn 1, buộc xe 8 phải bình 7. Rồi sau đó mã 3, tấn 4. Bên tiên chốt 3, tấn 1. Thì bên hậu sẽ có nước là mã 4, thoái 2 để đánh xe, xe 7, bình 6. Rồi sau đó mới ăn chốt 7, tấn 1, buộc xe 6 phải bình 3. Và đi pháo 8, thoái 2. Phục nước là sẽ bình 7 để đánh xe, vừa đe dọa mã. Cái tình thế của bên hậu rất là thông thoáng, có thể đánh chớp nhoáng bên trái và bên phải của bên tiên rất là linh hoạt. Cho nên một cái bài học rút ra ở trong thực chiến là trong hình cờ này, chúng ta không nên đi mã 7 tấn 6, mà nên xem xét đến cái hướng là pháo 8 tấn 1. Còn trở lại với thực chiến thì lúc này Từ Thiên Lợi mã 7, tấn 6. Và họ Liễu xe 1, tấn 1. Và Từ Thiên Lợi pháo 8, bình 6 để mà hạn chế con xe ở lỗ 1 có thể lộ đầu. Nhưng mà Liễu Đại Hoa rất là lợi hại, pháo 3, tấn 3 để đuổi mã, buộc mã 6 phải tấn 7. Rồi sau đó mới xe 1, bình 4 để đánh pháo. Trong hình cờ này, đen không thể đi là mã 7 thoái 8 để con pháo lộ 2 của bên tiên đổi lấy con pháo lộ 6 của mình, tại vì hai con pháo này có cái vị thế khác nhau trên bàn cờ. Con pháo lộ 6 của bên hậu có vai trò rất lớn trong toàn cục, lúc này đóng vai trò then chốt để mà giữ được con mã lộ 3, tránh phá vỡ toàn cục. Do đó cái lựa chọn chính xác của bên hậu cho hình cờ này phải là c4, tấn 5. Và Liễu pháo 2, tấn 1. Và lúc này thì Từ Thiên Lợi mới xuất xe trái, xe 9, bình 8. Và Liễu dùng pháo để nổ chốt. Và tới đây thì Từ quyết định đổi xe, pháo 2, bình 1. Do mã trái khinh suất tiến lên quá sớm, để cho họ Liễu nhân cơ hội lợi dụng, thò pháo, lộ xe khống chế cục diện, đành phải mượn cớ để đổi xe giải vây, làm lỏng cái cục thế. Đây cũng là cái lựa chọn chính xác của Từ Thiên Lợi trong hình cờ vừa rồi. Lúc này thì họ Liễu xe 4, bình 8 để đánh mã, mã 2 phải tấn 3. Và họ Liễu pháo 7, bình 6 để cản mắt tượng. Mục đích tiếp theo sẽ là đưa chốt 7, tấn 1 để vượt sông. Họ Từ thấy vậy bèn đi mã 7, thoái 6 để đánh pháo. Nhưng mà họ Liễu vẫn tiếp tục chốt 7, tấn 1. Một nước cờ rất là cao, tại vì lúc này sau khi họ Từ đi mã 6, thoái 4 để ăn pháo, thì họ Liễu vẫn dùng là chốt 7, tấn 1 để bắt lại một trong hai con mã. Thủ pháp bỏ trước lấy sau của họ Liễu rất là tài tình. Và chúng ta hãy lưu ý về cái cách vượt tốt này cũng được rất nhiều kỳ thủ áp dụng trong thực chiến. Và tới đây thì Từ chốt 7, tấn 1, chốt 7, bình 6 để ăn mã, chốt 7, tấn 1. Họ Liễu mã 3, thoái 5. Trong hình thế vừa rồi, đen thuận tay tiến tốt, chỉ làm tăng nhanh tốc độ liên hoàn của sông mã đối phương, càng có lợi hơn cho bên đỏ trong cái việc liên kết hình thành thế trận tiến công về cánh phải của bên đen. Đen tham tiến con tốt chả quan trọng gì, tạo thành cái mối lo toàn cục về sau. Đây là một cách minh chứng cực hay cho câu nói được nhỏ mà mất to. Còn nút đi chính xác của bên hậu trong hình cờ này phải là xe 8, tấn 4 để tuần hà trước, nhanh chóng điều động toàn lực di chuyển sang hình phải. Đối phương sông mã thành thế sẽ bị chậm nước đi. còn bên đen lúc đó sẽ có thừa thời gian để phòng thủ. Dự tính lúc này sẽ có hai loại tình huống. Thứ nhất là chốt 6 binh 7 để đánh mã, thì lúc này đen xe 8 binh 3 để đổi lại quân mã lô 7. Trong hình cờ này, nếu như đỏ đi mã 7 tấn 6 thì đen sẽ dùng xe 3 tấn 1 để bắt lại mã, còn nếu như đỏ đi mã 7 tấn 8 để giữ chốt thì lúc đó mã 3 sẽ thoái 4. Và tiếp theo bên tiên mã 3 thoái 5 thì bên hậu sẽ có nước là pháo 6 tấn 1 để bắt chất tốt. Sau khi bên tiên dùng mã 5 tấn 6 để đánh xe, xe sẽ tấn 1, bên tiên lại dùng pháo 9 tấn 4 để đánh chốt, pháo 6 bình 3 tượng 7 tấn 5 thì lúc này bên hậu sẽ có nước là mã 4 tấn 3, vừa đe dọa đã bắt pháo vừa giữ được chốt đầu, pháo 9 thoái 2 để đánh xe, xe tấn 1. Sau khi bên tiên dùng pháo 9 bình 3 để ăn chốt thì bên hậu pháo 3 bình 2, bên tiên xe 8 bình 7. Và sau khi đổi quân thì cuộc thế của hai bên sẽ hoàn toàn ngang bằng và bên đen hoàn toàn có thể ứng phó được. Còn cách đi thứ hai, đỏ sẽ mã 3 thoái 5 trước một nước thì lúc này đen sẽ mã 3 tấn 2 chốt 6 bình 5 và đen sẽ dùng pháo 1 bình 2 để đánh xe, xe 8 bình 6 rồi mới đi xe 8 thoái 1 để bắt chết tốt, chốt 5 tấn 1 tượng 7 tấn 5 thì lúc này đen mặc dù khuyết một tượng nhưng các quân linh hoạt đều đứng ở những cái lộ quan trọng, hơn nữa còn có tốt qua sông, hoàn toàn có thể chống đối được. Còn trở lại với thực chiến, lúc này Từ Thiên Lợi chốt 7 tấn 1 và Hồ Liễu mã 3 thoái 5 rồi sau đó mới đi xe 8 tấn 4 để tuần hà. Lúc này Hồ Liễu chốt 6 bình 7 để đe dọa mã, buộc mã 3 phải thoái 4 rồi mới đi mã 7 tấn 6. Sau khi Từ Thiên Lợi đi xe 8 bình 3 thì Hồ Liễu mã 5 tấn 7, hình thành cái thế liên hoàn mã rất là chắc chắn. Tới đây thì Từ Thiên Lợi chốt 7 bình 6 với âm mưu là sẽ ăn chốt đầu. Hồ Liễu thế vậy bèn dâng xe 8 mới đổi xe 3 tấn 2 rồi sau đó mới đi là chốt 5 tấn 1 chốt 6 bình 5. Và tới đây thì Hồ Liễu quyết định đổi xe, xe 8 thoái 2. Sau khi đổi xe thì Từ Thiên Lợi chốt 5 bình 4, phục là sẽ bình 3 để bắt chết một hai quân mã, mã 8 tấn 6 vừa tránh trước một nước vừa bắt lại chốt lỗ 5 của bên hậu, và Từ Thiên Lợi mã 4 tấn 2 để bắt lại chốt lỗ 7, chốt 7 bình 6. Tới đây thì bên đỏ thực hiện toàn bộ chiến lược, tập trung binh lực tiến công vào cánh phải của bên đen. Nhưng mà kết quả thế nào thì chúng ta hãy theo dõi tiếp. Nói chung, chiến đấu ở chung cục, hoạt động của tốt tham gia rất là dễ nảy sinh những biến hóa tinh tế, phức tạp, bởi vì về mặt tính toán cũng rất là khó xác định. Những cái loại này thực tế là đã thấy trong cái thực chiến rất là nhiều. Và lúc này Từ Thiên Lợi chốt 4 bình 3 để đánh mã, mã 7 tấn 5 rồi sau đó mới dùng pháo 1 tấn 4 tiếp tục đánh mã, vừa ham chốt biên mã 5 phải tấn 3. Và tới đây thì Từ Thiên Lợi gác tượng để vừa cản mã vừa tiện cho việc di chuyển của con pháo lộ 6, và Hồ Liễu mã 6 tấn 5 để ăn chốt. Họ Từ thế vệ bèn đi pháo 6 bình 5, ham là đánh chốt đầu, chốt 5 tấn 1. Và để hạn chế cái tầm di chuyển của con pháo bên tiên thì lúc này Họ Từ chốt 3 tấn 1 và Hồ Liễu tượng 3 tấn 5, phục nước tiếp theo là sẽ dùng mã để đánh tượng, tượng 7 phải tấn 9 rồi sau đó pháo 9 thoái 1 chốt 3 tấn 1 rồi tiếp theo pháo 9 lại tấn 1 chốt 3 bình 4, sĩ 4 tấn 5, pháo 1 bình 6. Phục nước tiếp theo là sẽ thoái 3 để mà bắt chết con chốt ở lỗ 6. Thì lúc này cái cách đối phó của bên đỏ sẽ như thế nào? Tại vì nếu di chuyển quân thì sẽ mất tường giữa, thì Hồ Liễu đã chọn là chốt 5 bình 4. Thì Hồ Liễu vì muốn mở thông đường phát triển thế tiến công, có ý muốn thí tượng, điều mà binh pháp thường gọi là có cái biết là mất mà không cần tránh. Lúc này Họ Từ pháo 5 tấn 5 ăn tượng, buộc tướng phải bình 4 rồi tiếp tục pháo 5 bình 6 để chiếu tướng, buộc tướng lại bình 5. Lúc này pháo 6 không thể thoái 3 để ăn chốt, tại vì bên tiên sẽ có nước là mã 5 thoái 6 và bắt chết một trong hai con pháo, thì lúc đó bên hậu sẽ phải thua cuộc. Và trong thực chiến thì tới đây Họ Từ đã chọn là tiền pháo bình 3, nhằm phục nước tiếp theo là sẽ dùng pháo 6 bình 3 để bắt chết tường đáy. Và để giải phóng điều này thì Hồ Liễu pháo 9 tấn 2 Pháo 3 thoái 2 vào liễu, mã 3 thoái 5. Phục nối tiếp theo là sẽ dùng chốt đổi lấy sông thượng, tính toán rất là sâu xa. Vào từ thiên lợi, pháo 3 bình 5 vào liễu, chốt 4 bình 3 để ăn tượng. Tiếp theo sau hình cờ này, nếu như đen đi pháo 6 thoái 3 vừa cản mã giúp cho tượng 9 có thể tần bài để ăn chốt 3. Đồng thời đang vây bắt con chốt ở lỗ 6, tự như là có thể ăn được một chốt, giải trừ được cái sự nguy hiểm. Nhưng mà lúc này bên đỏ sẽ có một cái loạt nước rất là lợi hại như sau: mã 5 tấn 4. Sau khi bên đen dùng tượng 9 tấn bài để ăn chốt thì bên đỏ mã 4 thoái 2 vừa bắt pháo vừa bắt tượng. Nếu như đen đi pháo 4 bình 2 để cản mã thì bên đỏ sẽ có nước là mã 2 thoái 4 vừa bắt pháo vừa. Phục nước tiếp theo là sẽ tấn 3 để trừ tướng và bắt chết con pháo. Tiếp theo thì bên hậu chắc chắn sẽ mất một con pháo và do đó sẽ dẫn tới thua cuộc. Cho nên cái nước đi vừa rồi thì họ liễu mã 3 thoái 5 để dùng cho pháo đen nhập vào trung lộ, sau đó là bình tốt đối tượng có sự liên hệ chặt chẽ. Có thể thấy điều sự khéo léo trong thứ tự nước đi trước sau của bên đỏ. Theo từ chốt 1 tấn 1 để đánh pháo, pháo 9 thoái 2, chốt 1 tấn 1, chốt 3 bình 4, chốt 1 bình 2. Và tới đây thì họ liễu di chuyển pháo sang khí phải, pháo 6 bình 8 vào liễu, tướng 5 bình 4 để dùng mã bắt chốt, chốt 4 bình 3 vào liễu, mã 5 tấn 3, chốt 2 tấn 1. Và tới đây thì họ liễu có một loạt nước để điều quân rất là tài tình như sau: mã 3 thoái 4 để bắt đôi sông pháo, buộc pháo 8 phải bình 6 vừa cản pháo vừa chiều tướng, mã 4 tấn 6 để bắt chốt. Vừa phục nước thứ hai là sẽ tấn 7 để bắt đôi một trong hai con chốt ở lỗ 2 và con pháo ở lỗ 5. Buộc họ từ phải đi mã 2 tấn 1 rồi sau đó mới đi mã 5 thoái 3. Phục nối tiếp theo là sẽ dùng chốt 4 bình 5 để bắt đôi một trong hai con pháo. Họ từ thế vậy bèn đi chốt 2 bình 3 đổi bất quân để giảm thế công. Pháo 2 tấn 7 buộc tượng 9 phải thoái 7 rồi mới dùng pháo 3 thoái 4 để ăn pháo, chốt 3 bình 4 vào liễu, mã 3 tấn 4. Phục nối tiếp theo là sẽ tấn 2 để mà bắt chết tượng lỗ 7, tạo cái thế công rất là nguy hiểm. Lúc này bộ họ tư phải chống đỡ, pháo 5 bình 8 vào liễu, pháo 2 bình 1. Vận phục là sẽ tấn 2 để bắt tượng, vào tư thoái pháo 4, chốt 4 tấn 1, mã 1 tấn 3, tượng 7 tấn 9. Và tiếp theo thì Từ Thiên Lợi đã mắc phải một cái sai lầm chết người: pháo 8 tấn 4. Những cái hình thế vừa rồi rõ ràng ta có thể thấy bên đỏ đang nắm thế tiến công, pháo đen phải khó khăn lắm mới có thể lui được về điểm quan trọng để phòng thủ. Tuyệt đối không nên khinh động. Trong hình cờ này đen nên đi chốt 4 bình 5, sau đó đi chốt 3 bình 4 làm nước đợi, yên lặng xem xu thế mà phát triển theo. Dự tính đỏ mặc dù có thế công nhưng điều kiện để chiến thắng còn phải đợi bên đen hở nước. Hiện tại thì bên đen khinh suất thò pháo lên hà, từ dỡ bỏ rào chắn. Lúc này thì họ liễu đã có cơ sở để giành thắng lợi. Mã 3 tấn 2 để đánh tượng, buộc tướng 5 phải bình 4, tiếp tục tấn 3 để ăn tượng. Phục là sẽ thoái 4 để trừ tướng hết cơ, buộc tướng 4 phải tấn 1, thoái pháo 1 chiều tướng, buộc tướng phải thoái 1, mã 3 thoái 2, pháo 8 thoái 2 để cản mã, vừa đe dọa bắt chốt, chốt 4 bình 5 vào từ sĩ 5 tấn 6, pháo 1 bình 3 sĩ 6 tấn 5. Họ liễu pháo 3 thoái 7 để bắt chốt, buộc pháo phải tấn theo, và họ liễu mã 2 thoái 3, chốt 3 bình 4, pháo 3 tấn 3, mã 3 tấn 2. Tới đây ta được chứng kiến những cái đòn phối hợp công sát rất là tuyệt diệu của Liễu Đại Hoa. Chốt 5 tấn 1, họ từ thấy vệ bên đi pháo 8 thoái 7 để có lợi cho việc phòng thủ, và họ liễu chốt 5 bình 4. Thì trong hình cờ này nếu như bên đen dùng sĩ 5 tấn 6 để ăn là chốt thì chuyện gì xảy ra? Bên đỏ chắc chắn sẽ dùng mã 3 tấn 4 ăn sĩ, vừa khóa cốt tướng, vừa đe dọa bắt pháo, buộc pháo 8 phải bình 6 để cản mã, vừa chiều tướng. Thì lúc này bên đỏ có cái nước rất là tuyệt vời: pháo 3 bình 4 thí quân để tạo sát. Sau khi bên đen dùng pháo 6 tấn 4 ăn pháo thì bên đỏ sẽ chốt 6 tấn 1. Tới đây thì chắc chắn bên đen sẽ phải buông cờ thua cuộc, tại vì không thể có cái đòn nào chống đỡ được nước tiếp theo của bên đỏ là sẽ dùng chốt 6 tấn 1 để tuyệt sát. Nhận thấy cái điều này cho nên trong thực chiến tới đây họ từ mã 2 thoái 4 và Liễu Đại Hoa Mã 3, thoái 5 để đánh mã. Mã 4, thoái 2. Sốt 4, bình 5 để đe dọa đánh sĩ. Tướng 4, bình 5. Rồi sau đó mới đi mã 5, tấn 7, sốt 4, bình 5. Vào liễu, bình pháo vào trung lộ. Mã 2, tấn 3 để bắt pháo. Pháo 5, tấn 1. Mã 3 lại thoái 4. Và tới đây thì họ liễu nhẹ nhàng. Mã 7, tấn 6 chiều tướng. Vô tướng phải bình 5. Sau đó dùng sốt 5, tấn 1. Nhận thấy không thể chống đỡ, cho nên Từ Thiên Lợi đã chấp nhận buông cờ thua cuộc. Cái bài học mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên đối với Từ Thiên Lợi trong hình cờ này, đó là sai lầm đã đi pháo 8 tấn 4 để hở cái phòng tuyến và cho phía bên đỏ đột nhập, cho nên tạo thành cái thế tuyệt sát không thể chống đỡ. Còn trong hình cờ này, bên đen hoàn toàn có thể xem xét đến cái nước là chốt 4 bình 5. Thế cái điều kiện để chiến thắng của bên đỏ sẽ không phải là dễ dàng. Một cái bài học cho mỗi người chơi cờ chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.